Gặp được nhau ta đã kết duyên, người đã đến cho ta hữu duyên, mang yêu thương đến nơi trần gian. Hello mọi người, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2023. Thì ngày quốc tế thiếu nhi cho nên là em cũng bán những cái con động vật baby này cho những cái thiếu nhi chơi. Thì quý phụ huynh có thể lựa chọn. Thứ nhất là mùa hè này thì ngoài việc cho con em mình đi học thêm, xong rồi về nó lại cho chơi game hoặc là dí đầu vô điện thoại, thì mình có thể lựa chọn một cái phương án là cho con em mình tương tác với những cái con động vật xung quanh, nhằm tạo cho nó có cái tình yêu thương với động vật, cũng như là mở mang cái kiến thức của mình và hạn chế việc sử dụng điện thoại. Thì đây em lên cho quý bà con cô bác những cái con lòng Nam Mỹ. Thì em bán cũng giá bình dân thôi. Vẫn có một số cái hàng nó lỗi tí hoặc là nhỏ hơn thì em bán giá cũng rẻ cho bà con dễ tiếp cận. Và các cái bạn học sinh sinh viên thì cũng có thể dễ mua. Thì nói chung thì mọi người chưa biết chơi thì cơ bản thì em giới thiệu các cái tên, các cái dòng thì mọi người cũng không biết đâu. Thì ở đây em có hai màu cơ bản thôi, màu đỏ, màu xanh cho nó dễ. Thì mọi người ai thích màu đỏ của may mắn hoặc màu xanh hy vọng thì liên hệ em. Nói chung cái nguồn thức ăn của loài này thì nó rất là dễ tìm, nhất là tận dụng cái nguồn rau muống, rau lang ở xung quanh giường, hoặc là cho ăn thêm cà lót, bí đỏ, đồ các kiểu đó. Nói chung thì các em chơi cái dòng này 2 năm, nhưng mà em nhận thấy thì nó rất dễ nuôi, nó không có bệnh giặt nhiều như là một số cái loài gà vịt hay là các cái loài khác. Thì nói chung thì mọi người nuôi cái dòng này từ nhỏ đến lớn thì mọi người thấy nó rất là vui, thú vị. Thì đây thì mấy bé bi ở nhà em đây, như em bắt cho mọi người xem đấy. Nói cho nó có hai màu chủ đạo thôi, màu xanh màu đỏ. Thì nhà của em thì nuôi thôi, nuôi chủ yếu vì đam mê thôi, với lại kiếm thêm thu nhập cho ông già, không có tiền cà phê này kia gì thôi. Mình cũng không có ước mơ cao sang gì đâu. Thì mọi người có mua ủng hộ em á, thì mọi người có số điện thoại ở cuối video đó. Với lại mọi người mua thì em sẽ ship tới nhà cho mọi người và tư vấn những cái gì mà em biết thôi. Mình không có nói quá, nhưng thì mọi người mua thì em có thể bớt cho một số anh chị em nhiệt tình và không có điều kiện. Xin cảm ơn.